sau bát, đến lượt bố mẹ Luyến tìm tới tận xóm trọ của Luyến để ăn vạ. Luyến, Thanh Hương và bà Tình, nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý đã trải qua nhiều sóng gió mới có được cuộc sống bình yên. Ngày bát, Tuấn Anh bị công an bắt nhờ chiêu của anh chủ quán cà phê, ai cũng nghĩ cuộc đời của Luyến đã bớt khổ. Nhưng có lẽ sóng gió mới lại sắp xảy ra với Luyến. Trong tập 37 của phim, bố mẹ Luyến khăn gói từ quê lên thành phố và tìm tới tận xóm trọ của Luyến. Có lẽ vì chuyện của bát mà bố mẹ Luyến lại định ép buộc Luyến phải cứu em trai. Lưu, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải vừa trông thấy bố mẹ Luyến vội nói bà Tình mời ông bà Thông ra vào nhà ngồi chơi rồi giết gà chiêu đãi. Bà Tình bảo cả nhà chỉ có một con gà nhưng lại bị chuột cắn chết. Lưu liền bảo bà Tình cứ mời bố mẹ Luyến vào nhà chơi, có mặt Lưu ở đây thì đố ai dám ăn trộm, ăn cắp. Ý Lưu nói bóng gió bố mẹ Luyến. Mẹ Luyến hiểu ý Lưu nên nói Lưu mất dạy. Lưu thì hồ hởi chào đón bố mẹ Luyến, thậm chí còn gọi bố mẹ Luyến là nhạc phụ, nhạc mẫu. Bố Luyến mắng thẳng mặt Lưu, ai nhạc phụ, nhạc mẫu với mày? Mày cưới chui con gái tao khi nào mà nhạc phụ, nhạc mẫu? Mục đích thật sự của bố mẹ Luyến là gì? Luyến có giang tay cứu bát. Nhẫn nhịn chị Hòa đã nhiều lần, Điền nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình khi chị Hòa cứ mãi khinh thường bố con Lưu. Kể từ khi biết Nga, Hà Đan yêu Thạch, Việt Hoàng, chị Hòa, anh Thơ kiên quyết phản đối. Dù Nga là người chủ động theo đuổi Thạch, nhưng chị Hòa lại nghĩ Thạch mới là người cứ lẽo đẽo bám theo con gái mình để bòn rút tiền của. Chị Hòa từ đó sinh ra ác cảm với hai bố con Thạch. Cứ chuyện gì có liên quan đến Lưu, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải là chị Hòa lại thấy ngứa mắt. Biết chuyện của Điền, Tô Dũng và Bình, Minh Cúc, chị Hòa buông lời trách móc Điền không biết lo cho hai mẹ con Bình mà cứ dính dáng đến Lưu. Chị Hòa dọa Điền coi chừng có ngày chết cả chùm. Đáp lại chị Hòa, Điền nói, thế chị lại chưa nghe thấy câu thà chết cả đống còn hơn sống một mình rồi. Suy nghĩ này của Điền khiến chị Hòa càng thêm khinh thường những người lao động tay chân như Điền và Lưu. Không nói lại được Điền, chị Hòa chửi Điền nghĩ ngắn và ngu. Bị xúc phạm, Điền bực bội, lập tức cà khịa bà chủ sạp hoa quả. Em không biết chị nghĩ dài được bao nhiêu mét, nhưng em nói thật, sống dai mà không ai để ý thì cũng buồn đấy. Thái độ của Điền khiến chị Hòa sững người. Chị Hòa khẳng định không thèm đàn ông chứ không phải không có. Tức giận Điền, chị Hòa đuổi thẳng cổ loại như Điền và Lưu ra khỏi khu chợ. Không có cái loại như thằng Lưu, thằng Điền này thì chị có một mình tự tồn tại được không? Người ta gọi chị là chị Hòa là vì người ta biết điều, tôn trọng người lớn tuổi, đấy là kính lão đắc thọ chứ không phải vì mấy đồng bạc của chị đâu. Đừng nghĩ mình có tiền muốn nói gì cũng được. Anh Lưu nợ nần đầm đìa thật, nhưng lúc tôi gặp khó khăn, anh ấy là người cứu giúp tôi chứ không phải ai khác. Cháu Thạch tuy đẻ ra ở xó chợ nhưng học hành hơn người, chăm chỉ và chính con gái chị cũng là người đang theo đuổi nó đấy. Điền xả một tràng vào mặt chị Hòa. Bình đứng phía sau chứng kiến cuộc đối đáp của Điền và chị Hòa, tùng tỉm cười vì nhận ra Điền cũng không tệ như cô đã nghĩ.